chủ đề trạng thái cảm xúc Feelings and Emotions Phần 4 Đây là gì đây? Tồi tệ. Tồi tệ. Tên tiếng Anh đọc là bad. bad. Đây là gì đây? Xuống tinh thần. Xuống tinh thần. Tên tiếng Anh đọc là Down. Down. Đây là gì đây? Đầy cảm hứng. Đầy cảm hứng tên tiếng anh đọc là Inspired Inspired đây là gì đây hài lòng hài lòng Tên tiếng Anh đọc là Satisfied. Satisfied. Đây là gì đây? Phấn khích. Phấn khích. Tên tiếng Anh đọc là Pumped. Pumped. Đây là gì đây? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tên tiếng Anh đọc là Calm. calm Đây là gì đây? Bối rối. Bối rối. Tên tiếng Anh đọc là Confused confused Đây là gì đây? <laughs> Ngốc nghếch. Ngốc nghếch. Tên tiếng Anh đọc là Goofy. Goofy. đây là gì đây trống vắng trống vắng tên tiếng anh đọc là missing missing đây là gì đây Tốt. Tốt. Tên tiếng Anh đọc là Good. Good. Đây là gì đây? <laughs> Mỉa mai. Mỉa mai tên tiếng anh đọc là sarcastic sarcastic đây là gì đây cô đơn cô đơn tên tiếng anh đọc là lonely lonely đây là gì đây mạnh mẽ mạnh mẽ tên tiếng anh đọc là Strong Strong đây là gì đây lo lắng lo lắng tên tiếng anh đọc là Concerned concerned Đây là gì đây? Đặc biệt. Đặc biệt. Tên tiếng Anh đọc là special. special đây là gì đây chán nản chán nản tên tiếng anh đọc là depressed depressed đây là gì đây vui vẻ vui vẻ tên tiếng anh đọc là jolly jolly đây là gì đây tò mò tò mò tên tiếng Anh đọc là curious curious đây là gì đây <laughs> ủ rốt ủ rốt Tên tiếng Anh đọc là Low. Low. Đây là gì đây? Được chào đón. Được chào đón tên tiếng anh đọc là welcome welcome đây là gì đây đau khổ đau khổ tên tiếng anh đọc là Broken Broken